Chào các bạn, trong video này Thanh muốn chia sẻ với các bạn là nhấn vô đâu để thấy được công thức của mỗi món đồ ăn cho mỗi video. Các bạn thấy cái hình tam giác nè, mình nhấn vô và mình sẽ thấy cái công thức nó hiện ra. Bạn kéo cái màn hình lên sẽ thấy được hết công thức. Và thường Thanh ghi luôn công thức tiếng Việt và tiếng Anh. Để tắt công thức, các bạn nhấn vô lại cái hình tam giác đó. Và mình mở ra coi. Và mình tắt. Và để coi hết những video trong kênh Góc Bếp của Mẹ và Bé đó, bạn nhấn vào cái icon này nè. Thì sẽ thấy hết các video Thanh upload lên kênh. Còn nếu như bạn coi video nấu ăn của Thanh ở trên tablet hay là máy vi tính á, thì bạn nhấn vào cái chỗ này nè, đó, show more đó, để coi công thức. Và mình nhấn vào show less để mà thu ngắn nó lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Góc Bếp của Mẹ và Bé. Các bạn nhớ đăng ký vào kênh, share và like giùm mình nha.